Chào những người anh em thiện lành, lại là Mr. Xuôi đây. Có người đã nói vui rằng muốn sống an toàn ở nước Mỹ thì lúc nào cũng phải mặc áo giáp chống đạn và đội mũ bảo hiểm. Phải chăng những điều mà chính phủ Mỹ nói đang trái với những thực tế đã và đang diễn ra tại nước họ? Trong khi đó tại Việt Nam, một nước mà Mỹ trong quá khứ từng cho rằng là một quốc gia vi phạm nhân quyền, thì người dân Việt Nam vẫn đang hàng ngày, hàng giờ được thụ hưởng đầy đủ quyền con người. Người dân ra đường vẫn đội mũ bảo hiểm, nhưng đó là để thể hiện một nếp sống văn minh và để bảo vệ an toàn khi tham gia giao thông, chứ không phải như người dân Mỹ đội mũ bảo hiểm vì sợ khủng bố. Với một nền chính trị ổn định, trật tự kỷ cương được đảm bảo, người dân Việt Nam và cả du khách nước ngoài hoàn toàn yên tâm khi sinh sống, làm ăn, du lịch, công tác tại Việt Nam. Việt Nam còn tự hào là một trong số những quốc gia an toàn nhất thế giới. Cơ quan nào và dựa trên cơ sở nào để đưa ra kết luận này? Hãy theo dõi hết video hôm nay để biết thêm chi tiết nhé. Chỉ số GDP dùng để đo lường sự thịnh vượng của một quốc gia. Đôi lúc, tỷ lệ thất nghiệp cũng được sử dụng như một thước đo thứ hai. Song, hai thước đo này lại không đánh giá chuẩn xác về chất lượng cuộc sống của người dân. Khi bàn về sự phát triển của một quốc gia, GDP hay những chỉ số kinh tế khác sẽ không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Vì vậy, một nhóm những nhà kinh tế đã đề xướng một chỉ số mới, chỉ số phát triển xã hội, SPI. Thế nhưng, có kinh tế, có xã hội phát triển, nhưng tất cả đều chìm trong đạn khói mù mịt của chiến tranh, thì cũng không thể nói rằng đó là một đất nước, một xã hội phát triển, hạnh phúc. Đó là một phần lý do vì sao chỉ số an toàn ra đời. Chỉ số an toàn, UL, được khai sinh bởi David Roth, một chuyên gia về an toàn và là giám đốc của khoa học dữ liệu, công ty UL, dựa trên các dữ liệu khoa học và thuật toán, được thiết kế để giúp các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo và tổ chức dân sự ra quyết định trong việc đảm bảo an toàn cho công dân của mình. Mỗi năm, công ty UL đều tiến hành phân tích toàn cầu về hoạt động an toàn, từ đó đưa ra kết quả về những quốc gia đảm bảo an toàn tốt nhất cho công dân của họ với những tiêu chí, bao gồm quốc gia gặp nhiều thách thức nhất và quốc gia đang tiến bộ hoặc bị tụt hậu. Các vấn đề an toàn công ty UL đo lường là những vấn đề có thể phòng chống được, bao gồm các loại tai nạn không chú ý, nhưng không bao gồm các thương tích hoặc tử vong liên quan đến bệnh tật, tội phạm hoặc bạo lực. Theo chỉ số an toàn UL 2017, điểm số an toàn của Việt Nam là 66, theo thang điểm từ 0 đến 100 và đứng thứ 5 trong số 11 quốc gia ở Đông Nam Á. Điều này đánh dấu một sự cải thiện cho Việt Nam với việc tăng 4 điểm so với 62 điểm vào năm 2016. Tại Việt Nam, tỷ lệ thương tích nói chung giảm đáng kể, với tử vong do đuối nước giảm 15%, ngộ độc 14% và tử vong do giao thông 8% trong năm 2017. Theo đó, tính trên phạm vi toàn thế giới, Hà Lan và Na Uy có các giá trị chỉ số an toàn UL cao nhất, tiếp đến là Úc, Thụy Điển và Canada. Trong khi đó, Đan Mạch, Singapore, Đức và Hoa Kỳ giảm về giá trị. Ông David Roth, giám đốc khoa học dữ liệu UL cho biết, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp thúc đẩy môi trường sống và làm việc an toàn cho người dân Việt Nam cũng như trên thế giới và đóng góp thông tin về mặt sức khỏe và an toàn công cộng. Mục đích của chúng tôi là góp phần cho những quyết định về các vấn đề an toàn của các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan, đồng thời hỗ trợ việc xác định các ưu tiên đầu tư để cải thiện mức độ an toàn. Nếu gọi chỉ số an toàn UL là một hình tam giác ABC, thì cấu tạo nên nó là ba đỉnh. Đỉnh A là các yếu tố thể chế, ví dụ như kinh tế và giáo dục. Đỉnh B là các chuẩn mực an toàn, các quy định hiện tại và cơ sở hạ tầng an toàn. Và đỉnh C là các kết quả an toàn, thương tích không chú ý và tử vong. Mỗi một trong 187 quốc gia nhận được một chỉ số đánh giá an toàn tổng thể từ 0 đến 100. Tuy nhiên, tam giác chỉ số an toàn UL này không phải là một tam giác đều, mà là một tam giác cân ở đỉnh A. Như vậy, giữa tất cả các yếu tố ảnh hưởng, các yếu tố thể chế như mức độ kinh tế và giáo dục có những ảnh hưởng nhiều nhất lên tổng giá trị của chỉ số an toàn UL. Ví dụ, trong khi Ấn Độ có các chuẩn mực an toàn ở mức độ vừa phải, hơn 73, việc thiếu các định chế và nguồn lực mạnh, dưới 43, đã làm giảm giá trị tổng thể chỉ số an toàn UL xuống 63. Tuy nhiên, thỉnh thoảng việc những đỉnh khác phát triển vượt trội hơn cũng tạo đà phát triển chung cho chỉ số an toàn UL. Nhìn chung, Nhật Bản có giá trị chỉ số an toàn UL cao nhất, 89, so với tất cả các nước trong khu vực Đông Á, với tỷ lệ chấn thương giao thông và ngộ độc thấp nhất. Còn dựa theo báo cáo mới nhất của Expat Insider 2022 do tổ chức Internation vừa công bố, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tốt nhất dành cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Theo đó, Internation đã tiến hành khảo sát 11.970 lao động đang làm việc ở 52 quốc gia
và vùng lãnh thổ khác nhau. Kết quả khảo sát cho thấy, Việt Nam hiện đang xếp hạng thứ 7 toàn cầu về nơi làm việc tốt nhất cho người nước ngoài dựa theo 3 tiêu chí: chính trị ổn định, môi trường xã hội an toàn và chất lượng cuộc sống được đảm bảo. Trong trường hợp của Việt Nam thì nền chính trị ổn định đóng vị trí chủ đạo, tạo cho Việt Nam có được một nền hòa bình và thịnh vượng. Âm mưu và sự chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các thế lực thù địch thông qua chiến lược diễn biến hòa bình, suy cho cùng hòng làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam mất ổn định. Đây là bài học mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, đúc kết từ những cuộc xung đột chính trị xảy ra ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới những năm gần đây. Tuy nhiên, trên thực tế, không cần phải mất quá nhiều thời gian nghiên cứu, phân tích cũng đủ thấy sự bất ổn về chính trị xảy ra ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới thời gian qua. Nguyên nhân sâu xa đều khởi nguồn từ việc tranh giành quyền lực chính trị, mâu thuẫn lợi ích giữa các đảng phái hoặc ngay nội bộ của đảng cầm quyền. Hậu quả của việc bất ổn chính trị không chỉ là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, mà còn gây ra rất nhiều đau thương, bất hạnh cho nhân dân, thậm chí còn dẫn đến cảnh huynh đệ tương tàn. Nền chính trị ổn định không chỉ là những gì người Việt Nam tự đánh giá, đó cũng là những phân tích của tiến sĩ kinh tế người Pháp Philippe de Lalonde, là một trong những nhà nghiên cứu kinh tế và chính trị có nhiều hiểu biết về Việt Nam. Ông từng là giám đốc văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của cơ quan liên chính phủ Pháp ngữ tại Hà Nội trong 5 năm và từng viết nhiều sách về Việt Nam. Là người theo dõi và nghiên cứu lâu năm về kinh tế Việt Nam, ông có nhiều đánh giá tích cực và khách quan về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ngay từ năm 2010, khi cuộc phỏng vấn của phóng viên VOV với Philippe de Lalonde diễn ra. Từ năm 1990, kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển đáng kinh ngạc với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,5%. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1997-1998 khiến nhiều nước Đông Nam Á chao đảo, kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng. Năm 1999, tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam là 4,5%, trong khi kinh tế các nước khác như Indonesia hay Thái Lan lâm vào khủng hoảng. Ông Philippe de Lalonde cho rằng, tôi nghĩ rằng một trong những lý do mang lại sự tăng trưởng này là việc kiên trì chính sách kinh tế theo hướng hội nhập dần dần vào kinh tế thế giới, phù hợp với một quốc gia có nền kinh tế còn yếu như Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam đã duy trì chính sách kinh tế vĩ mô một cách dũng cảm từ 20 năm qua, trong đó có nỗ lực giảm nợ công, giảm lạm phát, đảm bảo cân đối ngân sách, kiểm soát lượng tiền mặt lưu thông. Không dưới một lần, trong các cuốn sách và bài viết của mình, ông nhấn mạnh rằng một trong những lợi thế của Việt Nam là sự ổn định chính trị. Ổn định chính trị là một trong những yếu tố không thể thiếu, góp phần giúp Việt Nam có thể kiên trì chính sách phát triển kinh tế. Nền chính trị ổn định tạo cho Việt Nam có được một nền hòa bình và thịnh vượng. Nếu nhìn sang một số quốc gia trong khu vực, dễ thấy rằng, trừ Singapore, thì từ năm 1990 trở lại đây, hầu hết các nước khu vực đều phải trải qua cuộc đảo chính hay khủng hoảng chính trị. Trong khi đó, nền chính trị của Việt Nam luôn ổn định. Đây là một đảm bảo cho sự gắn kết để thực hiện chính sách kinh tế nhất quán. Tôi cho rằng, thành công của sự nghiệp đổi mới của Việt Nam cũng là dựa trên sự ổn định chính trị này. Đề cập đến vị trí, vai trò của sự ổn định chính trị đối với sự phát triển của đất nước. Mới đây, khi trả lời báo chí, nhân dịp dự diễn đàn phát triển châu Á lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Takehiko Nakao đã đánh giá cao sự ổn định chính trị và ổn định về kinh tế vĩ mô ở Việt Nam. Ông cho rằng đó là điều kiện, là cơ sở vững chắc để Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tăng trưởng đồng đều. Nhìn chung, chỉ số an toàn UL đưa ra một số chỉ số mà Việt Nam đã cải thiện. Thứ nhất, việc nâng cấp các cơ sở giáo dục ở Việt Nam đã tác động tích cực đến mức độ an toàn chung của đất nước. Vì giáo dục là động lực chính cho nhận thức về an toàn, mức độ an toàn trong cả nước cũng đã cải thiện khi trình độ học vấn cao hơn. Trong 3/4 thế kỷ qua, nền giáo dục nước ta đã thực hiện nhiều cuộc cải cách. Cải cách giáo dục đầu tiên vào năm 1950, chuyển cấp trung học chuyên khoa học 3 năm chuyên ban thành phổ thông cấp 3 không chuyên ban. Cải cách thứ hai vào năm 1956, sáp nhập hệ thống giáo dục phổ thông 9 năm và 12 năm đang tồn tại song song ở miền Bắc thành hệ thống giáo dục mới 10 năm. Đến đầu năm 1979, thống nhất hệ thống phổ thông 12 năm ở miền Nam và hệ thống 10 năm ở miền Bắc bằng một hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm mới. Cải cách gần đây nhất vào năm 2013 được đánh giá có tính toàn diện, triệt để bằng nghị quyết số 29 NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 trên tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hiện giáo dục Việt Nam tiếp tục có nhiều thành tựu nổi bật, trong đó
Sau 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 2010-2020, số trường mầm non tăng hơn 2.600 trường. Mỗi xã phường đều có ít nhất một trường mầm non công lập. Số trẻ đến trường tăng hơn 1,5 triệu em so với năm học 2010-2011. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 99,9%. Về cấp tiểu học, 63 trên 63 tỉnh thành đều đạt chất lượng phổ cập mức độ 2, trong đó 4 địa phương đạt mức độ 3. Cả 63 trên 63 tỉnh thành đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp độ 1, một số địa phương đạt mức độ 2 và 3. Tăng trưởng kinh tế cũng giúp cải thiện sự an toàn. Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, Việt Nam có tiềm năng và nguồn lực hơn để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng và các chương trình để đảm bảo an toàn cho người dân. Tăng trưởng kinh tế cũng cho phép công dân Việt Nam có khả năng và cơ hội mua những sản phẩm chất lượng cao hơn và an toàn hơn. Hoạt động khoa học và công nghệ có bước tiến đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, bao gồm khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, tiếp thu, làm chủ và ứng dụng có hiệu quả các công nghệ nhập từ nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực thông tin, truyền thông, lai tạo một số giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, thăm dò và khai thác dầu khí, xây dựng cầu, đóng tàu biển có trọng tải lớn, sản xuất vaccine phòng dịch và bước đầu có một số sáng tạo về công nghệ tin học. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ, bảo hiểm y tế được mở rộng đến khoảng gần 60% dân số, các chỉ số sức khỏe cộng đồng được nâng lên. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 81% năm 1990 xuống còn khoảng 28% năm 2010. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đã giảm tương ứng từ 50% xuống còn khoảng 20%. Công tác tiêm chủng mở rộng được thực hiện, nhiều dịch bệnh hiểm nghèo trước đây đã được thanh toán hoặc khống chế. Tuổi thọ trung bình của người dân từ 63 tuổi năm 1990 tăng lên 72 tuổi hiện nay. Chỉ số phát triển con người SDI tăng đều đặn và liên tục suốt mấy thập kỷ qua. Từ 0,561 năm 1985 lần lượt tăng lên 0,599 năm 1990, 0,647 năm 1995, 0,690 năm 2000, 0,715 năm 2005 và 0,725 năm 2007. Nếu so với thứ bậc xếp hạng GDP bình quân đầu người, thì xếp hạng SDI của Việt Nam năm 2007 vừa lên 13 bậc. GDP bình quân đầu người xếp thứ 129 trên tổng số 182 nước được thống kê, còn SDI thì xếp thứ 116 trên 182. Điều đó chứng tỏ sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta có xu hướng phục vụ sự phát triển của con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội khá hơn một số nước đang phát triển có GDP bình quân đầu người cao hơn Việt Nam. Như vậy, tổng quan nhất là chỉ số phát triển con người SDI của nước ta đã đạt được 3 sự vượt trội. Chỉ số đã tăng lên qua các năm. Thứ bậc về SDI tăng lên qua các năm. Chỉ số và thứ bậc về tuổi thọ và học vấn cao hơn chỉ số về kinh tế. Mặc dù có những tiến bộ đáng kể trong mức độ an toàn của Việt Nam, một số lĩnh vực vẫn cần được cải thiện. Với tỷ lệ rất cao những dân chơi cháy phố, an toàn giao thông đường bộ vẫn là một trong những nguyên nhân gây thương tích và tử vong nghiêm trọng ở Việt Nam. Biện pháp mạnh để giảm tỷ lệ uống rượu bia khi tham gia giao thông là bước khởi đầu tốt để cải thiện an toàn giao thông. Không dừng lại ở đó, một lĩnh vực khác cần cải thiện là an toàn trong môi trường nước. Việt Nam đứng ở mức thấp ở Đông Nam Á về tai nạn do chết đuối và có thể áp dụng một số chương trình can thiệp từ Nhật Bản và Hàn Quốc để giảm thiểu tai nạn loại này. Mặc dù Việt Nam vẫn còn rất nhiều bước để hoàn thành trước khi có thể vượt lên những thứ bậc của các quốc gia có xã hội an toàn nhất thế giới, nhưng trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định và trở thành một trong những quốc gia đứng đầu châu Á, Thái Bình Dương trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như phòng cháy, chữa cháy. Nhìn chung, về mức độ an toàn, người dân Việt Nam đang có mức sống an toàn hơn trước đây. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được mức an toàn như các nước nằm đứng đầu về chỉ số, chẳng hạn như Na Uy, Hà Lan. Nhưng chắc chắn, ăn đứt các nước lớn khác về chỉ số hạnh phúc. Việt Nam đã vượt qua Bhutan, đất nước Phật giáo, để trở thành nước có chỉ số hạnh phúc thứ 5 thế giới và số 2 tại châu Á, Thái Bình Dương. Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam vượt Bhutan và trở thành quốc gia được bình chọn là hạnh phúc nhất châu Á và nằm trong top 5 của thế giới. Tổ chức nghiên cứu kinh tế xã hội New Economic Foundation có trụ sở chính tại Vương quốc Anh năm 2022 công bố bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc SPI. Trong đó, Bhutan, đất nước luôn được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới, lại chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí số 56 thế giới và thứ 13 châu Á-Thái Bình Dương
trong bảng xếp hạng này mà thôi. Thống kê cũng cho thấy nước có chỉ số SPI cao nhất là Costa Rica 44,7, xếp thứ nhất trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước nằm trong top 5 lần lượt là Mexico 40,7, Colombia 40,7, Vanuatu 40,6, Việt Nam 40,3. Theo đánh giá của NEF, Việt Nam là một quốc gia có dấu chân sinh thái thấp cũng như GDP bình quân đầu người kém hơn những nền kinh tế trong khu vực như Hồng Kông. Tuy vậy, Việt Nam lại đánh bại các nền kinh tế khác về chỉ số hạnh phúc. Về xếp hạng, Việt Nam là một trong 3 quốc gia duy nhất thuộc top 10 bảng xếp hạng có chỉ số dấu chân sinh thái vừa đủ để môi trường có thể tái sinh kịp với nhu cầu khai thác của con người. Dấu chân sinh thái Ecological Footprint là một thuật ngữ mới được sử dụng vào những năm 1990 bởi các nhà khoa học William Erie và Mathis Wackernagel thuộc trường đại học British Columbia. Theo đó, dấu chân sinh thái là một thước đo nhu cầu về các diện tích đất, nước có khả năng cho năng suất sinh học cần thiết để cung cấp thực phẩm, gỗ cho con người, bề mặt xây dựng cơ sở hạ tầng, diện tích hấp thụ carbon dioxide, khả năng chứa đựng và đồng hóa chất thải. Báo cáo của NEF cũng nêu rõ chỉ số thịnh vượng của Việt Nam thấp hơn những quốc gia trong top 10 nước hạnh phúc nhất thế giới, nhưng vẫn cao hơn các nền kinh tế như Hồng Kông. Điều này là một bất ngờ khi nền kinh tế Việt Nam kém phát triển hơn, cũng như có chỉ số dấu chân sinh thái chỉ bằng 1/5 so với Hồng Kông, qua đó cho thấy tốc độ khai thác tài nguyên chậm hơn. Trong khi đó, Bhutan từng được vinh danh là vương quốc hạnh phúc nhất thế giới với vài triệu dân sống yên ả thanh bình, với khung cảnh thiên nhiên kiều diễm dưới chân nóc nhà thế giới Himalaya. Đặc biệt, Bhutan có bộ chăm lo sự hạnh phúc của dân và là quốc gia duy nhất không phát thải khí nhà kính hoặc phát thải với con số âm, với ít nhất 72% diện tích lãnh thổ vẫn đang là rừng nguyên sinh. Có nghĩa là chất lượng cuộc sống cũng như môi trường sống tại Việt Nam đang tốt lên qua từng ngày, đặc biệt là kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 và mang lại an toàn cho người dân trong thời gian vừa qua, thậm chí là cả người nước ngoài. Theo hãng Reuters, trường hợp của bệnh nhân Stephen Cameron, phi công người Anh, đang trở nên thu hút thế giới hơn bao giờ hết. Stephen Cameron là ca nhiễm COVID-19 nặng nhất được điều trị tại Việt Nam trong dịch bệnh. Sự hồi phục thần kỳ của bệnh nhân này đánh dấu thành công của Việt Nam trong nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân nói riêng và cuộc chiến chống dịch bệnh nói chung. Tôi chỉ muốn nói lời cảm tạ sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ và Việt Nam vì những gì họ đã làm. Hãng Reuters trích dẫn lời bệnh nhân Cameron nói khi rời bệnh viện trên chiếc xe lăn và hai bên là hai bác sĩ cầm hoa chúc mừng bệnh nhân đã khỏi bệnh. Theo hãng Reuters, các nỗ lực đánh giá cao của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong cuộc chiến y tế nhằm cứu sống phi công người Anh đã trở thành biểu tượng thành công của Việt Nam. Mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân số 91 thậm chí đã từng có thời điểm rơi vào tuyệt vọng khi từng được tiên lượng khả năng sống chỉ có 10%. Ngay sau khi bình phục, tôi sẽ trở lại và sẽ vẫn là một phi công, Cameron hứa hẹn. Tờ Guardian cũng nhắc đến trường hợp đặc biệt của bệnh nhân 91 và có đăng tải lời cảm ơn của phi công Cameron tới bệnh viện Chợ Giấy. Tôi rất xúc động vì sự nỗ lực của nhân dân Việt Nam và sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ. Tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì những gì mọi người đã làm cho tôi. Phi công người Anh, ca bệnh COVID-19 nặng nhất ở Việt Nam, người từng cận kề với cái chết, đã được xuất viện để trở về nhà. Trường hợp phi công Stephen Cameron làm việc cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines đã trở thành một hiện tượng ở Việt Nam, nơi chính quyền thực thi chính sách xét nghiệm và cách ly nghiêm ngặt, nên đã giữ được số ca bệnh ở mức thấp đến ấn tượng và không có ca tử vong. Hãng CBC News của Canada viết, hãng tin của Canada cho rằng bệnh tình của Cameron và những nỗ lực cứu sống Anh của các bác sĩ Việt Nam đã trở thành một biểu tượng thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19. Tờ Daily Mail cũng ca ngợi các nỗ lực Việt Nam trong cuộc chiến dịch bệnh, đặc biệt đối với bệnh nhân số 91, một ca nhiễm nặng. Tờ Sky News trích dẫn lời tiến sĩ Trần Thanh Linh, phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Giấy, nhắc đến ca bệnh này và nhấn mạnh sự hồi phục của phi công người Anh được ví như là một chuyến bay rất dài. Tuy nhiên, phi công Cameron đã làm được. Bác sĩ Linh nói, đồng thời khẳng định bệnh nhân Cameron đã khỏi bệnh hoàn toàn và nhịp thở đã trở lại bình thường mà không hề phải cần đến bất kỳ sự hỗ trợ nào. Nhìn nhận về chỉ số hạnh phúc được quốc tế công bố về người Việt Nam, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình khẳng định, tôi cho rằng chỉ số hạnh phúc mà các tổ chức quốc tế công bố, họ dựa trên nhiều tiêu chí như GDP bình quân đầu người tính theo sức mua ngang giá, số năm sống khỏe mạnh so với tuổi thọ trung bình, hỗ trợ xã hội, tự do lựa chọn đời sống. Bhutan nổi tiếng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, mặc dù nền kinh tế của họ không mấy phát triển.
để người dân sống hạnh phúc thực sự. Quốc gia đó không nhất thiết phải giàu có, phát triển. Quan trọng là người dân ở đó có thể sống thoải mái. Một đất nước hạnh phúc là nơi người dân luôn cảm thấy họ sống có ích, muốn chia sẻ và cống hiến cho cộng đồng. Theo tôi, Việt Nam được thế giới đánh giá cao về chỉ số hạnh phúc là nhìn từ những giá trị văn hóa tinh thần, nền tảng đạo đức cũng như truyền thống. Nhìn nhận về băn khoăn trước tình trạng ly hôn, ly thân, sống thử, tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, có làm giảm đi chỉ số hạnh phúc hiện tại. Các chuyên gia cũng cho rằng nên đánh giá chỉ số hạnh phúc ở số đông, chứ không đi vào những vụ việc mang tính cá biệt trong đời sống. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nhận định, củng cố niềm tin đối với dân, làm tốt công tác an ninh xã hội là những nỗ lực đáng được ghi nhận đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Việt Nam thời gian gần đây. Điều này thể hiện rất rõ trong công tác phòng chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đại hội thứ 12 đến nay đã được Đảng, Nhà nước chỉ đạo giáo diết, quyết liệt, có một bước tiến mạnh. Tham nhũng đang từng bước bị đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng, một xã hội mà luật pháp nghiêm minh, nghiêm trị những hành vi không minh bạch, đảm bảo cho quyền lợi của người dân, tạo niềm tin trong dân là cơ sở bền vững cho sự phát triển hạnh phúc của toàn xã hội nói chung, của cá nhân người dân nói riêng. Từ trong gốc rễ, nếu người dân thực sự hạnh phúc thì xã hội sẽ ít tệ nạn hơn. Năm 2014 là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân ngày quốc tế hạnh phúc. Người dân hồ hởi với những chủ đề yêu thương, chia sẻ được gắn bó qua từng năm. Nhiều ý kiến thống nhất rằng Việt Nam hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc cũng như những nỗ lực trong công tác tuyên truyền của các cơ quan có trách nhiệm đã giúp cho người dân ý thức rõ ràng hơn, cụ thể hơn về những tiêu chí để đạt tới hạnh phúc thật sự. Về căn bản, hạnh phúc thực sự dựa trên tiêu chí yêu cầu thiết yếu nhất của người dân là được bảo đảm, được thỏa mãn. Ví dụ, an toàn trong môi trường xã hội, những dịch vụ cơ bản trong cuộc sống như y tế, giáo dục được đáp ứng thiết thực nhất. Hạnh phúc là cảm nhận chủ quan của con người, là sự thỏa mãn của con người trong các mối quan hệ với môi trường sống xung quanh. Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường nội tâm của chính bản thân mỗi người. Hạnh phúc là đầu ra của toàn bộ quá trình phấn đấu của con người, với tư cách là một cá nhân, một thành viên của cộng đồng, quốc gia. Hạnh phúc luôn vận động và biến đổi trong không gian và theo thời gian. Đó là cả một quá trình, là mục tiêu của cuộc sống con người, mục tiêu của sự phát triển. Người Việt Nam chúng ta cơ bản đã xây dựng được một xã hội hạnh phúc hơn nhiều quốc gia khác. Việt Nam đang chứng minh rằng một xã hội an toàn hơn không tự nhiên có được. Các nhà hoạch định chính sách của đất nước đang tiến hành các bước rõ ràng để cải thiện hoạt động an toàn mỗi năm, để Việt Nam mãi là một đất nước an toàn, hạnh phúc, đáng sống.